Vâng, một lần nữa em Việt xin gửi lời chào tới các bác nhà mình cùng quay trở lại với kênh mua bán và trao đổi xe đã qua sử dụng Việt Xe Chất với hotline tư vấn là 0968 22 859. Ngày hôm nay thì showroom của em Việt lại tiếp tục mang tới cho các bác chúng ta với một mẫu xe mà có thể nói là đang rất hot trong thời gian gần đây. Nguyên nhân thì thứ nhất là do thời điểm cận Tết thì mức giá kể cả xe cũ cũng tăng lên khá là nhiều. Cái thứ hai nữa là bây giờ thì xe ở trong hãng mới là không còn nữa. Và đặc biệt là nếu mà sang thế hệ mới 2024 thì chiếc xe này nó sẽ không còn phiên bản dầu mà chủ yếu là phiên bản xăng và phiên bản điện. Nên có thể nói là với những người yêu thích dòng Hyundai Santa Fe máy dầu thì các bác chúng ta hãy tham khảo giúp em với chiếc xe mà thực sự là còn rất mới. Và cái thứ hai là còn nguyên zin nguyên bản đang có mặt tại showroom của em Việt mới về ngày hôm nay. Vậy thì chất lượng chi tiết xe nó như thế nào? Thì ngay bây giờ em mời các anh chị ta cùng dành ít phút thời gian để theo dõi và đánh giá tổng thể chất lượng của chiếc xe phun dầu động cơ 2.2 đang có mặt tại showroom của em Việt các chị nhá. Con này của em thì sản xuất là năm 2020. Nhưng các bác phải thấy là mức công tơ mét hiện tại của xe thì nó dừng là 6.6 chuẩn nhá. Đây các bác nhìn này. Đấy 6.6. Đấy con này thì full lịch sử bảo dưỡng hang, các bác có thể đem đi check test thoải mái trước khi chúng ta giao dịch. Ở cái đời này thì các bác có thể thấy là chiếc Hyundai Santa Fe được trang bị vô lăng bọc da. Đấy, có tính năng ga tự động cruise control này. Bên này chúng ta nghe thoại rảnh tay. Lấy chuyển số thể thao sport được chưa ạ? Đằng sau này chúng ta có đèn auto và gạt mưa auto nhá. Với phiên bản full này thì các anh chị chúng ta sẽ có bản này bản hai cầu thì chúng ta sẽ có gài cầu điện khóa V-size này. Cảnh báo điểm mù trên gương, cân bằng điện tử chống trượt, cốp điện. Và các bác có thể thấy là cái táp lô của xe thực sự thiết kế rất hiện đại với các cái chi tiết được bọc da màu nâu may chỉ tạo điểm nhấn này, cửa gió điều hòa. Đó, và đây các bác có thể thấy là cụm đồng hồ ở cái thế hệ này thì nó vẫn sử dụng kết hợp giữa đồng hồ điện tử và đồng hồ cơ. Đấy, và các chị có thể nhìn giúp em này. Đây ạ, vâng, thiết kế rất đẹp mắt nhá. Và máy thì em đang để nổ, nhưng các chị có thể thấy là máy nổ thì cực kỳ là êm. Ở đây chúng ta có một cái màn hình các bác có một cái màn hình tích hợp dẫn đường vệ tinh này. Đấy, ngoài ra chúng ta có cả cam lùi nhá. Đây cam lùi các bác có thể thấy cam 360 độ và cam lùi full HD, rất là rõ nét. Phải nói là Santa Fe thì vẫn luôn là một cái dòng xe mà được trang bị rất nhiều công nghệ và tính năng. Và có thể nói là trong cái phân khúc 7 chỗ máy dầu mà các anh chúng ta mua để đi gia đình ấy thì đây thực sự là một chiếc xe đáp ứng được rất là nhiều nhu cầu của các anh chị. Rộng rãi, tiện nghi, nhiều công nghệ. Đúng ạ, và độ bền bỉ và lành tính của động cơ Santa Fe thì có thể nói là cũng đã chứng minh được chất lượng tại Việt Nam. Và các bác có thể thấy tất cả chi tiết nội thất bên trong xe này rất mới nhá. Đây các anh chị nhìn cho em này. Kể cả tapi cánh cửa. Đấy, đẹp long lanh luôn, nội thất ghế da hai màu, màu nâu và màu đen. Đấy, các chi tiết ở đây chúng ta thể thấy là sử dụng cái vân bóng kết hợp bên trong tạo cái điểm nhấn. Ngoài ra các bác thể thấy là xe ở cái phiên bản này các bác thể thấy cũng được trang bị rất là nhiều tính năng. Chúng ta có sưởi và làm mát hai ghế trước, sưởi vô lăng này. Đấy, ở đây chúng ta có hệ thống điều hòa hai vùng độc lập nhá. Nhưng các chị nhìn cho em các chi tiết nội thất bên trong nó còn rất là mới. Đấy, phanh tay điện tử này. Cảm biến cảnh báo va chạm cam 360 độ này. Được chưa ạ? Ngoài ra chúng ta còn có hỗ trợ đổ đèo, cân bằng điện tử, chống trơn trượt. Và ở đây cái chúng ta còn có các chế độ lái là 4 chế độ lái này. Eco, Com, Sport, Smart và Comfort. Và các anh chị thấy là mỗi lần chúng ta thay đổi chế độ lái thì giao diện của chiếc xe nó cũng thay đổi theo. Rất đẹp mắt. Vâng, rất đẹp mắt đúng không ạ? Và các anh chị chúng ta quay trở lại với khu vực bảng tapi cánh cửa bên phía lái nhá. Thì các anh chị thấy rất đẹp này. Đấy, da kết hợp với da đường may chỉ. Đấy, các chi tiết các bác nhìn thực sự là còn rất là mới luôn các bạn. Chúng ta có hai ghế trước điều chỉnh điện và nhớ hai vị trí ghế này, tay lắm cửa này. Đấy, nhưng các anh chị nhìn cho em này, táp lô táp bi gần như là không một tí vết nhá. Và đặc biệt hệ thống âm thanh của xe này thì các anh chị nhìn này, họ thiết kế rất là đẹp mắt, dạng 3D. Đó, ghế lái chỉnh điện các bác nhá. Đây. Đấy, anh em quay các anh chị từ cái má ghế này. Nó vẫn còn đẹp như này. Đây. Các chi tiết nội thất hai màu và trên này họ may thiết kế rất đẹp mắt. Đó, các anh chị nhìn cho em. Và nguyên zin nguyên bản hết nhá, năm sản xuất 2020 này. Đấy, động cơ 2.2, hộp số là 8 cấp rồi. Các bác nhìn cho em. Chạ, tất cả tem mát từ cái móc khóa, từ nóc bản lề đây. Đấy, như em nói là con này thì em Việt cam kết với các bác là còn nguyên zin nguyên bản, các anh chị có thể đem đi chiếc test thoải mái nhá. Đấy, ni lông các bác thấy chủ nhân còn chưa kịp bóc hết ra. Và trên này chúng ta có trần nỉ đen này và có cửa sổ trời toàn cảnh panorama. Đấy, rất nhiều tính năng và công nghệ và các bác còn có cả gương chiếu hậu chống chói nhá. Đấy, ghế phụ chỉnh điện. Và cái này rất là hay là các anh chị có thể chỉnh cái lên xuống ghế và gập ghế thông qua cái nút bấm này. Nó giống như là chiếc Camry vậy. Đấy, cái tính năng này rất là hay. Thì người ngồi sau các bác cũng có thể chỉnh cái di chuyển ghế để các bác chúng ta có thể tăng độ rộng rãi cho hàng ghế thứ hai. Đó, đó là một cái mà thực sự là rất là hay của chiếc Hyundai Santa Fe này. Và các bác có thể thấy giúp em nhé, tất cả từng các chi tiết. Đấy, bản lề đây, nguyên zin nguyên bản. Đấy, và như em nói là vì cái mức giá của xe này thì so với cái thời điểm lúc mới thì các bác có thể thấy là các chị thấy là một chiếc Santa Fe phun dầu khi mới có thời điểm nó lên tới 1 tỷ rưỡi.
Đấy, còn bây giờ thì chiếc xe này bên em đang Việt đang chào bán cho bác chỉ hơn 900 thôi. Hơn 900 triệu một chút thôi với chiếc xe còn rất là mới này. Đây các bác nhìn này, nội thất bên trong này. Đó. Các bác nhìn cho em này. Ghế này. Đấy, các chị thấy nó có tì vết được không? Nó quá đẹp luôn đúng không ạ? Vâng. Đấy, phía sau chúng ta có cửa gió điều hòa, hộc để đồ nhá. Đấy, có cổng sạc, nhưng các chị nhìn cho em các chi tiết nhựa, nó không bị xước sát, kể cả cái lưng ghế này. Nó rất là đẹp. Đó, từng đốc thì đương nhiên là nguyên zin nguyên bản rồi. Đây, tando tapi các bác nhìn cho em này. Đó, được chưa ạ? Quá chất luôn nhá. Ở đây thì anh chị ta còn có một cái rèm. Đấy, một cái rèm cơ để giúp cho chúng ta che nắng, tăng độ riêng tư cho chiếc xe này. Đấy, và các bác ngắm chọn cho em cái ngoại thất này, cửa sổ trời này. Đấy, rất là ok. Vâng, và thì đây, ngoại thất chiếc xe này thì chiếc xe này mang ngoại thất màu đen nhá. Và các bác có thể thấy là đi về phần đuôi phía sau thì thực sự là Santa Fe có một thiết kế nó rất là đẹp, nhất là phần đèn hậu các bác nhìn này. Full LED rồi. Đấy, và những giải đèn LED của nó thì quá đẹp luôn đúng không ạ? Đây, 2020 mới kính cong luôn các bạn. Phía dưới là chúng ta có đèn halogen nhá, lipo thể thao và cảm biến cảnh báo va chạm cũng có luôn. Đó, rất là đẹp mắt, bô kép cũng có luôn này. Đấy, và anh chị chúng ta nhìn cho em cái đèn hậu này. Thiết kế cực kỳ yêu. Cái đèn xi nhan của nó thì nó ở dưới này anh chị nhé. Đấy, các chị nhìn cho em cái chi tiết của nó. Đấy, phiên bản này là phiên bản full này, động cơ 2.2 dầu. Đấy, bản premium. Đây các bác nhìn này. Logo nhá. Đấy, cốp là cốp điện, chúng ta ấn nhẹ thôi là nó sẽ tự động mở lên như này. Đó, rất là êm ái mượt mà. Và các chị thấy kể cả cái nỉ đằng sau này. Đấy, các bác nhìn cho em là chủ cũ người ta giữ gìn chưa ạ? Nó rất là mới. Vâng, rất là mới nhá. Bỏ ra thì gần như mới tinh. Đấy, con này là dưới này các anh chị thấy là các chi tiết còn quá đẹp luôn. Lốp dự phòng còn chưa một lần chạm đất nhá. Đấy. Và đây các anh chị nhìn cho em này, cửa gió điều hòa này. Và các anh chị cũng thể gập cái hàng ghế tức bằng nút bấm điện. Đấy các anh chị đấy. Đây em gập cho các anh chị nhìn nhá. Đó, và mà khi gặp phẳng hai hàng ghế các bác sẽ có một cái không gian mà các anh chị có thể nằm nghỉ trên này. Rất là ok. Đấy, và độ zin nguyên bản thì đây, em quay anh chị. Đấy, vì ngày mai là cũng đang hơi mưa gió thì cứ phải quay ở trong showroom thì các anh chị thông cảm nhá. Đấy, cam kết cho các bác là nguyên zin nguyên bản từ lốp này. Đây ạ. Đấy, các bác thẩm cho em. Đấy. Và thực sự thì với chiếc xe này phải nói vẫn là một cái lựa chọn rất là tuyệt vời trong phân khúc xe 7 chỗ gầm cao máy dầu hiện nay tại thị Việt Nam. Bên cạnh Everest hoặc là Fortuner. Fortuner thì có thể là cái độ êm ái thì nó sẽ không bằng được chiếc xe này đâu. Và phải nói như vậy, và một chiếc xe rất là phù hợp cho anh chị ta đi gia đình. Và gần như sơn xi zin bên ngoài thì chiếc xe này phải nói là còn trên 90% các bạn. Đây em quay các anh chị từ cái mép nhé. Đấy, từ cái mép này, cái chi tiết nhựa này các bác thấy này. Đấy, cả dàn lốp Michelin, la răng phay, 4 phanh đĩa đều hỗ trợ ABS. Được chưa ạ? Các anh chị nhìn ngắm giúp em cái ngoại thất của chiếc xe này đi. Đấy, để các bác có thể thấy cái độ chất của nó nhá. Đấy, không có từ gì để chê luôn. Đây. Các bác nhìn này. Quá ok. Vâng, gầm cao 7 chỗ, la răng phay gần như là chưa vết xước sát gì luôn các bạn. Đấy, gần như là chưa có vết xước sát gì luôn nhá. Máy em đang nổ đấy, nhưng mà các bác có thể thấy là máy nó nổ cực kỳ êm. La răng của con này là la răng 20 inch. Đấy, 20 inch các bạn. Vâng. Và các chị có thể thấy này. Đấy, xi nhan tích hợp trên gương cam 360 độ nhá. Có cả cam 360 độ rồi. À, con này thì đăng kiểm đến tháng 1 vâng, 2024. Đấy, và các chị có thể nhìn cho em phần đầu xe này. Có thể nói Santa Fe ở thế hệ này thì thực sự là có một cái thiết kế rất là hiện đại và trẻ trung, với mặt ca lăng dạng tổ ong. Và hệ thống đèn của xe thì nó chia làm 3 tầng. Đấy, phía trên này các anh chị thể thấy là được trang bị giải đèn LED định vị ban ngày này. Đấy, phía dưới này hệ thống đèn pha chính với hai bóng đèn bi Victor. Và kể cả cảm biến cảnh báo va chạm thì đương nhiên là có rồi. Và đèn gầm cũng là đèn LED nhá. Em quay cho anh chị rất là đẹp. Và chiếc Hyundai Santa Fe full dầu 2020. Quá yêu luôn. Đấy, anh chị nhìn này. Đó, rất là chất lượng luôn nhá. Tấm đèn bao zin nguyên bản cho các bác từ A đến Z, không một tì vết. Và như này các anh chị đã cảm thấy ok chưa? Đấy, vậy thì để có thể tiếp tục đánh giá chất lượng xe thì em sẽ mở tiếp cho các bác cái khoang động cơ để cho anh chị ta đánh giá tình trạng của nó ra sao nhé. Vâng, vậy thì đây là khối động cơ 2.2 CRD đang nổ. Đấy, và các bác thấy là máy nổ thì cực kỳ êm. Và đây, em thử mở cái lắp máy ra luôn cho các anh chị. Đây nha, các bác nhìn cho em nhé. Con này thì bao zin bắt thùng rong gần cò luôn này. Đấy, máy đang để nổ đấy. Các anh chị để đấy, máy nổ rất êm. Đấy, các chi tiết máy này. Đấy, các bác thấy lỗi. Quá chất lượng luôn đúng không ạ? Và như em nói là các anh chị, để các anh chị có thể yên tâm thì các bác để đem đi check test nhé. Từ cái chân dâu giảm sóc này. Đấy, tất cả còn nguyên vạch sơn đánh dấu trong hãng ra. Từ ốc cabo này. Đó, các bác thấy ok chưa? Từ tấm nỉ cách âm nhá. Đây ạ. Đấy, các anh chị thấy. Quá tuyệt vời luôn. Bao check test để các anh chị chúng ta có thể yên tâm và lựa chọn chiếc xe này.
Vâng, vậy thì với mức giá ngày hôm nay cho chiếc Hyundai Santa Fe màu đen phiên bản phun dầu 2020 đang có mặt tại showroom của em Việt, đang được chào bán với con số chỉ có là chiếc xe này tại bên em đang bán với giá tiền cho em nó chỉ có là 945 triệu đồng và còn có thể thương lượng được. Các bạn nào yêu mến quan tâm thì các anh chị chúng ta có thể đến với trực tiếp showroom em Việt ở 468 đường Nguyễn Đăng Bằng, thành phố Hải Dương để xem xe, lái thử, cảm nhận chất lượng, hoặc là alo cho em theo hotline là 0968222889 để hỗ trợ những thủ tục mua bán sang tên đổi chủ, mua xe trả góp trên toàn quốc, được không ạ? Vậy thì quý anh chị nào thực sự quan tâm thì các bác hãy nán lại để em quay tiếp cho các bác phần gầm để anh chúng ta đánh giá toàn diện nhất chiếc lượng xe này cái chị ra sao các chị nhé. Vậy thì bây giờ xin mời các anh chúng ta chuyển xuống phần gầm của chiếc Hyundai Santa Fe này. Vâng, để giúp quý anh chị chúng ta có thể đánh giá được toàn diện chất lượng của chiếc Hyundai Santa Fe mới về tại showroom của em Việt thì em sẽ quay tiếp cho các bác các cái chi tiết ở phần phía dưới gầm để chúng ta có thể đánh giá được tình trạng của nó ra sao các chị nhé. Thì đầu tiên thì các bác có thể thấy ngay giúp em là kể cả cái phần cảm nhựa đằng trước này. Đấy, chủ nhân cũ của ta, người ta đi người ta không để lại vết xước sát gì, không có va quệt gì luôn. Và để có thể chứng minh được chiếc xe này máy số còn zin hay không thì các bác có thể nhìn cho em nhé. Từ cái dòng keo đỏ này. Đấy, các bác thấy đây là dòng zin nguyên bản từ nhà máy đi ra. Và tất cả từng lốc các bác có thể thấy là vẫn còn nguyên vạch sơn. Đấy, như này các bác cảm thấy ok chưa? Cái thứ hai là chúng ta kiểm tra đến phần đầu răng. Đấy, để các bác có thể thấy là nó không bị đâm đụng, không bị va chạm. Đây ạ. Đó, rất là đẹp luôn nhá, hệ thống phanh này. Đây các bác có thể quan sát giúp em cái chi tiết. Đấy, như này thì các bác cảm thấy yên tâm chưa? Và chúng ta đi về phần phía đằng sau thì các bác có thể thấy là từ các chi tiết ống xả này cho đến những cái thảm cách âm ở phần gầm nó vẫn đẹp như này, nó không bị sờn, bị rách theo thời gian. Đấy, và chúng ta kiểm tra cái hệ thống cầu sau nhá. Đây các anh chị nhìn cho em này. Đấy, tất cả còn nguyên vạch sơn này. Đó, mới đến mức độ như vậy. Đó. Đây, các anh chị nhìn cho em các chi tiết. Đấy, cổ xả đằng sau này, lốp dự phòng này. Đấy, phần sassi các bác cũng có thể quan sát giúp em nhé. Nó không có tí méo mó, không có tí va chạm nào cả. Và như này thì các anh chị đã cảm thấy yên tâm về chất lượng của chiếc Santa Fe 2020 bản phun dầu này chưa ạ?